Ai biết là thằng nào lấy cứ đi tiêu là biết. Nãy giờ em có nghe chị đọc về giờ bắt nha. Em cứ để ý cái mít đi. Hình như em thấy hầu hết những các ngôi nhà miền Tây đều có cây mít chị nhỉ? Nhưng mà mình không ăn được đâu. Mình nhìn được chứ mà mình không ăn được. Mình mới là gọi là thích. Ôi nhưng mà trái đây là có được ăn không chị? Để em ngửi nó thơm chưa? Ở mít này chắc ngon lắm. Chưa chín đâu chị ạ. Món này là đậu phụ. Wow, trời ơi, hạnh kìa. Hạnh ngò gì hấp dẫn ha. Đây là tàu hủ. Nhưng mà đây em thấy có cả món cà chua này chị. Cà chua dầu thịt đúng không? Ồ, cà chua. Đúng món này lạ ha. Này cũng ngon nè. Xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Thủy Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Thủy và hai em biết trên bảng là từ ở Vũng Tàu và di chuyển về đây đến đây là cũng là tại thành phố Cao Lãnh. Thì trong cái hành trình mà xuyên Việt thì Song Thủy cũng muốn là cùng với các em là đi có thể là khám phá những điểm địa danh nổi tiếng, những món ăn ngon. Và nơi mà Song Thủy đang đứng là khu di tích lịch sử của cụ Nguyễn Xuân Sắc. Thì hôm nay thì Song Thủy sẽ mời cả nhà cùng với Song Thủy để vào trong để mà có thể là tham quan gian và hấp hương cho cụ nha. Đó, mời hai em đi nha. Thì nơi này thì là cũng là lễ dỗ lần thứ 94 cụ phó bản Nguyễn Xuân Sắc, được ngày là 9 tháng 12 năm 2023, nhằm là ngày 26-27 tháng 10 năm Quý Mão. Thì Song Thủy thấy là cổng hôm nay là sẽ dành cho người đi bộ và xe ô tô sẽ không chạy vào, nên Song Thủy sẽ để xe ở phía trước. Mình sẽ vào. Đang chuẩn bị để làm dỗ đúng không? Dạ, em chào các chị với anh ạ. Ở đây thì các anh là đang cắt cỏ để mà dọn cho sạch sẽ để mà mình có thể là chuẩn bị đến dỗ của cụ Nguyễn Xuân Sắc rồi đó cả nhà. Em thấy trong khuôn viên này rộng ha chị ha. Đúng rồi. Ui, những cái chậu của các anh này để quá bự. Những chậu cây, chào anh nha. Và trên này hình như là có những cái bức tranh rất là đẹp về hình hoa sen. Toàn hoa sen. Giống như là đua nở nè. Đua nở thì có những cái bông hoa sen đua nở. Còn ở bên đây là tinh khiết. Tinh khiết thì sẽ có màu trắng tinh khiết và những cái bức sen. Và có những cái bức ảnh là sẽ có tên của những cái tháp 10 quê tôi, tháp 10 đẹp nhất. Đẹp chưa? Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bắc Hồ. Đó. Hay quá chị ơi. Đây là những mùa hoa sen là có các cô gái có thể là đến đây mặc những bộ trang phục bà ba, chiếc khăn tròn để mà có thể là chụp cùng với những cái cánh, cái ruộng hoa của hoa sen á cả nhà. Em thấy đây rồi. Đây đều có tên nhỉ? Đúng rồi, là được đặt một cái tên. Bức này là tên là Xuân Thì. Xuân Thì là những cô gái mà vừa mới lớn mà nở tỏa như ái mi như bờ. Đây là bên mẹ. Bên mẹ ha. Đây là được mẹ bao bọc nè. Đó. Nó sẽ nở ra. Mỗi bức tranh đều có ý nghĩa rất là sâu sắc. Đất lành, chim đậu. Đó, nên là bông sen. Mỗi bức tranh là nó có ý nghĩa khác nhau ấy. Có một ý nghĩa. Em mọi người bước vào trong này sẽ được ngắm. Chị là đã từng đi theo các anh nhiếp ảnh gia, nên là khi mà các anh mà muốn mà chụp một bức ảnh thật là đẹp thì phải dành rất là nhiều thời gian để mà cho ra những bức ảnh để canh góc từng góc nè, từng cái góc độ hoa sen nó nở như thế nào. Rồi như thế nào mà chim nó đậu ngay chăng cái chỗ đó là lại một cái công đoạn khác nữa. Cái ngày trời chim nó đậu đây. Đây là bắt khoảnh khắc duy nhất. Đây là bắt phải bắt những khoảnh khắc mà nó phải nói gì ta? Đẹp nhất. Đẹp nhất những cái bức những cái khung cảnh mà đẹp nhất để mà có thể là ra được những tác phẩm đẹp như thế này. Nhưng mà em thấy trong này có nhiều anh bộ đội mà. Anh bộ đội. Đẹp trai ha. Ở miền Tây không có gì ngoài mấy anh bộ đội đẹp trai cả. Thì ai cũng cao to đẹp trai. Đây là nhà trưng bày. Đây là phòng trưng bày ha. Nhưng mà hồi nãy anh cameraman là có vào trong này trước đúng không?
đúng có rồi. Hỏi thăm thì theo anh là nên đi hướng nào đầu tiên anh ha? Anh cứ liên hệ với một bạn hướng dẫn viên ở đây. Tại vì khi mà mình đi đến khu di tích lịch sử thì mình muốn hiểu rõ, mình phải nhờ các bạn hướng dẫn viên để có thể là chia sẻ rõ hơn, đúng không? Đúng rồi. Đôi khi thì Song Hỷ cũng ở miền Tây nhưng mà Song Hỷ không hiểu rõ về cái lịch sử này kia, nên là cần có bạn hướng dẫn viên để mà có thể là chia sẻ đến tất cả các cô chú dễ hơn. Trong này khu này cũng rất là rộng ấy. Wow, hôm nay thì có hình như những cái bức tranh được trưng bày rất là đẹp nha. Chị ơi, có mấy cái tranh kiểu nhà nhà của cụ Nguyễn Sinh Nhậm này, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc chào đời vào năm 1862. Đúng rồi. Wow, những cái không gian đẹp ha. Nhà của ông bà Nguyễn Xuân Đường ở làng Hoàng Trù, năm 1878 cụ Nguyễn Sinh Sắc được nhà nho Hoàng Xuân Đường nhận về nuôi dạy và cho ăn học. Đó, đây là những cái nhà của thầy Nguyễn Hức Tự ở Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc đến trọ và học. Ở đây là những cái khoảnh khắc mà của các cụ là ở. Ngôi nhà của cụ Sinh Sắc từng sống á. Ôi vậy là nhiều khu vực lắm nha. Cụ Hoàng Thị Lan. Ở đây thì ở Huế nè, trường học trường Quốc Tử Giám ở Huế, nơi cụ Sinh Sắc theo học. Đây đều là trưng bày hết tất cả những nơi mà cụ Nguyễn Sinh Sắc từng học và từng sống ấy. Mình cũng đã từng đi 63 tỉnh thành thì có những điểm là những cái nơi mà của các cụ ở và sinh sống ở đó và học tập. Đó. Ở đây thì sẽ có những cái bức tranh để mà mình có thể là lưu lại để cho có thể nếu mà ai mà có điều kiện thì có thể là đi ra ngoài phía ngoài. Có các tỉnh khác thì cũng có, nhưng mà riêng ở đây, đặc biệt ở đây nếu mà bạn không có điều kiện thì bạn cũng có thể đến Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh để mà có thể là thăm di tích lịch sử của cụ Nguyễn Xuân Sắc nha cả nhà. Thì hôm nay thì Song Hỷ sẽ nhờ chị hướng dẫn viên có thể là chia sẻ rõ hơn về đeo nước, về khu di tích này nha. Em chào chị nha. Chào chị ạ. Dạ, em Minh Nguyên là thuyết minh viên của khu di tích Nguyễn Xuân Sắc. Dạ. Dạ, đây là khu mộ của cụ. Và trước khi viếng mộ thì các chị mình có chụp mộ thành công. Dạ. Tí nữa em sẽ chụp sau nha. Dạ. Cho em xin gắn một cái mic để mình có thể nói chuyện cho nó nghe rõ cho khán giả trên kênh của em á. Em nói mi của em. Dạ, nói mi cũng được hoặc là nói không cũng được, tại vì cái mic này nó đã hu sẵn trong mình rồi. Dạ. Dạ ok. Dạ và trước khi vào viếng mộ thì em mời các anh chị di chuyển vào đền thờ, mình sẽ dâng hương ở đền thờ trước ạ. Ok. Dạ. Nơi này thì cũng cho khách tham quan bình thường hả chị? Dạ đúng rồi ạ, ở đây thì khách tham quan bình thường, mở cửa suốt các ngày trong tuần từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Dạ đây là công trình đền thờ của cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc được xây dựng năm 2012. Ok, dạ. Rồi vậy em với chị vào nhé. Dạ. Dạ, di chuyển vào đền thờ em mà đoàn mình di chuyển ra phía trước để thực hiện nghi thức dâng hương ạ. Dạ, sau khi thắp hương ở đền thờ xong thì đoàn có qua tham quan một vòng bên nhân phụ ở đền thờ này cũng được ạ. Dạ. Dạ, đây là gian phụ của đền thờ có trưng bày cái bảng các tập thể gia đình đã có công giúp đỡ cụ Sắc khi cụ về hoạt động tại làng Hòa An ngày xưa. Đây là các gia đình là mạnh ở Cao Lãnh, Sa Đéc hết hả chị hả? Dạ, ngày xưa ở đây là tỉnh Sa Đéc. Dạ. Dạ, ở đây là những cái gia đình sống trong làng Hòa An ngày xưa. Khi cụ Sắc về đây hoạt động những năm tháng cuối đời thì cụ đã ở trong một căn làng, là đó là làng Hòa An. Dạ, đây là các cái gia đình xung quanh nhà của cụ Sắc. Lúc cụ Sắc về thì cụ Sắc ở nhà ông Năm Giáo từ năm 1927 đến năm 1929. Và cụ mất tại nhà ông Năm Giáo luôn ạ. Dạ, và đây là các ảnh của lãnh đạo đã về thăm khu di tích. Đây là những cái hình ảnh của lãnh đạo đảng nhà nước thăm khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Có những cái những cái này là gọi là gì hả chị hả? Chống đồng Đông Sơn nữa.
mình từ ở thời cũ trở về đây hay là như thế nào? Dạ không, cái này là các hiện vật được tặng. Ở đây nó giống như là UNESCO đã tặng cho khu di tích. Dạ. Cũng giống như vừa rồi thì khu di tích có đón nhận một cái trống đồng hoa sen do bộ di sản văn hóa đã tặng cho khu di tích ạ. Rất là đẹp ha. Dạ. Ở đây là các hiện vật được tặng. Được tặng thôi chứ không phải là từ đời của ông còn lại. Dạ. Cái này là cái trống đồng liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh, hội cổ vật Thanh Hóa tặng, hay là Thanh Hóa tặng. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cái này là của Đồng Nai. Này giống gốc chu đậu quá. Dạ, giống xứ Đồng Tâm. Đồng Tâm. Tại vì chu đậu là sẽ có một cái nét nét màu, nó sẽ màu hơi ngà ngà. Nên này không phải. Đây là có hình của cụ luôn. Và những cái nét của gương mặt của cụ. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài tiếp tục. Dạ, quay ở đền thờ xong thì em mời các anh chị sẽ di chuyển lên viếng mộ ạ. Dạ. Em thấy ở đây có các anh là đang chuẩn bị cho ngày giỗ của các cụ của cụ hả chị? Dạ đúng rồi ạ. À, lễ giỗ của cụ hàng năm thì được tổ chức từ ngày 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch. Dạ. Dạ, năm nay thì nó rơi vào ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 12. Tháng 12 là sắp tới, còn vài ngày nữa là tới. Dạ, tuần sau là mình sẽ tới lễ giỗ ạ. Đây là mộ của cụ hả? Dạ, đây là mộ của cụ. Dạ. Bên hồi nãy là phòng thờ. Dạ, ở đó là đền thờ, dạ, đây đền là mộ. Dạ. Dạ, tiến vào khu vực mộ thì em mời đồng mình bỏ giày dép phía bên ngoài giùm em ạ. Đây là phần mộ của... Dạ, di chuyển vào khu vực mộ thì em cũng mời các anh chị mình đứng một hàng ngang ở phía trước để thực hiện nghi thức dân hương. Dạ, cũng một chị dân hương. Dạ, đúng rồi. Phần mộ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nha cả nhà. Thì mình đang đứng tại nơi này. Bây giờ phải xếp hàng một hàng ngang để mà mình có thể là dâng hương. Dạ, sau khi dâng hương xong thì em mời các anh chị di chuyển lên phía trên khu vực mộ để nghe thuyết minh về khu mộ luôn ạ. Dạ. Dạ, em xin giới thiệu với các anh chị, đây là khu mộ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trên bệ thờ đây là bức di ảnh của cụ Sắc. Di ảnh này đã được ông Phan Văn Ngà họa lại trong bộ hồ sơ A3780Y của Mật Thám Pháp đã theo dõi cụ Sắc vào năm 1923. Cụ Nguyễn Sinh Sắc được sinh ra vào năm 1862 tại Làng Sen, nay là thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Năm 1901, cụ thi đậu phó bản. Và sau quá trình cụ làm quan, từ quan đi thẳng vào các tỉnh phía Nam để hoạt động, thì riêng mảnh đất Hòa An Cao Lãnh này cũng chính là ở nơi đây, đã rất vinh dự được đón tiếp cụ về hoạt động hai lần. Lần đầu đó là vào năm 1917, cụ ở đến năm 1919, sau đó lại đi nơi khác để hoạt động. 10 năm sau, tức vào năm 1927, cụ mới chọn mảnh đất Hòa An Cao Lãnh để quay về hoạt động lần thứ hai, cũng như là gắn bó lâu dài. Nhưng lần này về, cụ ở chỉ gần 2 năm. Cuối năm 1929, cụ lâm bệnh nặng và cụ đã mất vào đêm 26, rạng sáng ngày 27 tháng 11 năm 1929. Và nhằm ngày 26, 27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, khi mất, cụ hưởng thọ 67 tuổi. Và đây cũng chính là ngôi mộ của cụ. Lúc đầu, ngôi mộ chỉ là một ngôi mộ bằng đất, đơn sơ, bình thường, xung quanh đây là đồng ruộng.
sau đó đã được bà con nhân dân đổ lên ngôi mộ bằng xi măng. Đến năm 1954, Cao Lãnh được chọn là một trong ba điểm tập kết chuyển quân sang miền Bắc. Trước khi đi tập kết, các đơn vị bộ đội đã đến đây cho xây thêm bia mộ và hàng rào xung quanh để bảo vệ ngôi mộ. Và trong thời kỳ kháng chiến, các tăng ni Phật tử chùa Hòa Long cùng nhân dân làng Hòa An Cao Lãnh đã ra sức bảo vệ ngôi mộ được vẹn nguyên. Và sau ngày đất nước được hoàn toàn thống nhất, ban lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi công xây dựng lại khu mộ. Và như đầu mình thấy ngày nay, ngôi mộ cụ sắt đã được tôn cao hơn gấp là nhiều lần so với ngày trước, nhưng hài cốt của cụ vẫn nằm sâu ở phía bên dưới, đúng với vị trí mà trước đây bà con ta đã an táng cho cụ. Và xung quanh ngôi mộ được ốp bằng đá hoa cương từ móng cái của tỉnh Quảng Ninh mang vào. Và còn phía trên ngôi mộ có xây một mái che, hay còn gọi là vòm mộ, có hình một cánh hoa sen cách điệu tượng trưng cho Đồng Tháp. Và đồng thời cũng giống như một bàn tay xòe ra và úp xuống. Trên mái che có 9 đường gân nối dài. Đầu mỗi đường gân là một đầu rồng. 9 đầu rồng tượng trưng cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long lúc nào cũng ôm ấp và che chở cho ngôi mộ của cụ. Và còn ở phía trước không xa, đó là hồ sen được xây dựng theo hình ảnh ngôi sao năm cánh tượng trưng cho hình ảnh Tổ quốc Việt Nam. Ở giữa là đài sen trắng vươn cao tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch giản dị của cụ Phó Bản, đồng thời cũng gợi cho ta liên tưởng tới làng sen quê hương của cụ Phó Bản ngày trước. Yeah. Và những hạng mục công trình vừa nêu trong khuôn viên hàng rào trắng này được tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng vào năm 1975, khánh thành năm 1977. Và còn đối diện với cổng mộ là mô hình nhà sàn của Bác Hồ tại tỉnh Đồng Tháp được đưa vào sử dụng năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Chị có thể là dẫn em đi đến nhà sàn của Bác được không ạ? Dạ được ạ. Khi mình nghe thuyết minh xong ở đây thì mình sẽ qua nhà sàn ạ. Ok. Dạ thì như các anh chị thấy trong khuôn viên của khu mộ này cũng có rất là nhiều loài cây kiểng và hoa cảnh quý của đồng bào các nơi mang đến tặng để tạo vẻ đẹp bóng mát cho nơi an nghỉ của một nhà nho yêu nước. Trong số các loài cây đó có hai cây có tuổi thọ rất là cao, đó là cây khế và cây sọp. Wow. Dạ, giới thiệu với các chị, phía bên cánh trái mộ là cây khế. Tính đến năm nay, cây khế này đã được 296 năm tuổi rồi ạ. 900 năm? 296 năm tuổi ạ. Dạ. Vậy là cây khế này vẫn nằm sừng sững tại nơi này luôn hả chị? Dạ không, mà cây khế này được tặng ạ. Dạ, ở phía đối diện với cây khế là cây sọp. Cây tính sợp. Đến năm nay thì cây sọp này đã được 335 năm tuổi rồi ạ. Đây thì là còn cao hơn. Dạ. Cây khế luôn. Dạ đúng rồi ạ. Cây sọp là cây bên kia. Dạ. Còn cây khế là cây bên đây. Cây khế là bên cánh trái, còn cây sọp là bên cánh phải ạ. Dạ, hai cây cổ thụ này là do ông Ngô Văn Hay, hay còn gọi là thầy giáo Kỳ, quê ở vùng Tân Hưng, Sa Đéc đã mang đến tặng vào dịp khánh thành của khu di tích. Ngoài tuổi thọ cao, dáng đẹp, ngày xưa trong thời kỳ kháng chiến thì thầy giáo Kỳ đã đào đường hầm bí mật dưới hai gốc cây để nuôi giấu cán bộ cách mạng mà địch chưa một lần phát hiện. Với các giá trị lịch sử như vậy, cùng tuổi thọ cao, dáng đẹp, vào cuối năm 2014, hai cây này cũng đã được công nhận là hai cây di sản đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp luôn ạ. Di sản. Dạ. Của tỉnh Đồng Tháp. Dạ, và phần thuyết minh tại mộ đến đây xin được tạm dừng. Tiếp theo thì em mời đoàn của mình di chuyển qua tham quan mô hình nhà sàn của Bác Hồ tại tỉnh Đồng Tháp ạ. Rồi, ok. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, mời chị nha. Đây là khu mình đi qua nhà sàn hả chị? Dạ. Đây là cây cầu dẫn qua mô hình nhà sàn của Bác Hồ tại tỉnh Đồng Tháp. Ở đây có ao sen ha. Dạ, ao sen Đồng Tháp. Đúng rồi em. Đến Đồng Tháp à? Đến với nơi khi mà mình nhắc đến Đồng Tháp anh là biết là đó là hoa sen rồi đó. Ui. Dạ, mời các anh chị mình di chuyển xuống này. À, đây là nhà sàn này là mô phỏng lại hay là đó giờ là vẫn còn hả chị ha? Dạ, đây là mô hình nhà sàn được xây dựng năm 1990 tới thời điểm này ạ. À, nhà sàn này thì phục dựng lại theo tỷ lệ 1:1 với nhà sàn của Bác Hồ ngoài Hà Nội. Đúng rồi, em thấy giống nhà sàn của Bác Hồ. Nhìn đẹp ha. Dạ. Dạ, giới thiệu với các chị thì đây là mô hình nhà sàn của Bác Hồ tại tỉnh Đồng Tháp. Nó đã được phục dựng lại theo tỷ lệ 1:1 với nhà sàn của Bác Hồ ngoài Hà Nội và được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 1990, khánh thành ngày 19 tháng 5 năm 1990.
nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Và việc xây dựng mô hình nhà sàn của Bác Hồ tại tỉnh Đồng Tháp nó mang hai ý nghĩa lớn. Ý nghĩa thứ nhất là muốn mang hương hồn của Bác về ở gần cạnh người cha kính yêu của mình. Và còn ý nghĩa thứ hai là muốn giúp cho đồng bào dùng kháng chiến cũ khi các cô chú không có điều kiện ra Hà Nội thăm nhà sàn chính thức của Bác Hồ ngoài ấy, thì khi đến đây tham quan mô hình nhà sàn này cũng có thể hiểu và cảm nhận được Bác Hồ, một vị chủ tịch nước, đã sống và làm việc như thế nào. Dạ, và mô hình nhà sàn này được phục dựng lại theo tỷ lệ 1:1 từ kích thước kết cấu cho tới các hiện vật bên trong luôn ạ. Và tầng dưới của nhà sàn là phòng làm việc vào mùa hè của Bác. Ở giữa phòng có một bộ bàn ghế dài, nơi đây Bác thường tiếp thân mật các đoàn miền Nam ra thăm, cũng là nơi họp bàn bộ chính trị để đưa ra các quốc sách quan trọng của đất nước ta thời kỳ lúc bấy giờ. Trên bàn có 3 chồng sách. Chồng sách nhỏ nhất đó là sách Người tốt việc tốt, Bác Hồ thường hay đọc, khuyến khích mọi người cùng đọc và cùng làm theo. 2 chồng sách cạnh bên là sách của một số tác giả nước ngoài đã viết tặng Bác. Ở giữa có chiếc thiền đen Bác Hồ thường dùng để đặt thước kẻ. Riêng chiếc đồng hồ xem giờ ở đây nó khác với ngoài Hà Nội. Chiếc đồng hồ ngoài Hà Nội vẫn chạy đều như Bác chỉ đi vắng thôi. Và còn riêng ở đây, khi Bác chưa từng đặt chân đến đây bao giờ, chiếc đồng hồ được để dừng lại 9:47, giờ phút Bác đã ra đi mãi mãi. Và bên cạnh có chiếc ghế mây dài Bác Hồ thường dùng để nghỉ trưa, đọc tài liệu và xem sách báo. Và vào dưới chân cầu thang có một chiếc bàn bắt 3 chiếc điện thoại, một chiếc màu xanh, 2 chiếc màu đen, để Bác nhận tin tức từ các vùng kháng chiến và kịp thời khen thưởng các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn ạ. 3 chiếc điện thoại này là hồi đó giờ luôn hả chị ha? Dạ, 3 chiếc điện thoại là được phục dựng theo đúng với nguyên mẫu từ năm 1990 tới nay. Cái hồi xưa mình là cái điện thoại mà mình quay vòng vòng như vậy nè. Tại vì trước bọn em cũng đi dẫn bố mẹ em đi thăm lăng Bác và thăm nhà sàn Bác Hồ rồi. Đi hệt luôn chị ạ. Giống hệt luôn. Dạ. Cái này là chỉ tái dựng thôi. Cái lúc mà em với anh ấy là đưa bố mẹ đi thăm nhà sàn. Đây là phục dựng. À, phục dựng là đi lên đúng chuẩn. Đúng chuẩn rồi. Dạ. Dạ, tham quan ở một vòng tầng dưới xong thì em mời các anh chị mình di chuyển lên tham quan một vòng tầng trên ạ. Dạ. Dạ, ở đây thì đoàn của mình sẽ đi trực tiếp trên căn nhà sàn này và mình chỉ có một cây cầu thang lên xuống ở hướng này thôi ạ. Dạ. Này mình dạ, mình bỏ giày dép phía bên dưới giùm em ạ. Đây đây. Trang phục kín đáo lịch sự. Nên là mình phải để thế này. Có cái chuông. Dạ, cửa cầu thang thì Bác còn bảo gắn cho Bác cái chuông để khi Bác làm việc ở hai căn phòng trên này thì khách đến mở cửa Bác biết có khách đến và chuẩn bị tâm thế để tiếp khách. Nghe nghe lan keng lan keng ha. Dạ. Giống y hệt luôn. Nhìn đẹp quá. Dạ, còn đây là phòng ngủ của Bác và các hiện vật ở bên trong thì đều được phục dựng lại theo đúng như nguyên mẫu luôn ạ. Bàn làm việc của Bác kìa. Gối, chân, mền, thêm cây quạt nữa nè. Mà ấn tượng nhất của Song Hỷ là cây quạt tay á. Dạ, cây quạt tay được để ở phía trong ạ. Dạ. Hình như là trên bàn của Bác là có cái kiến, mắt kiến hay gì chị? Dạ, đúng là trên bàn của Bác trên những chồng sách là có cái mắt kiến ở phía trên. À, trên giường ngủ thì có mắt kiến đeo, còn ở trên bàn thì có cái kính để xem. Hai bóng đèn, đồng hồ và chiếc radio để nghe đài. Cả đôi dép luôn, phục dựng là cả đôi dép luôn. Phục dựng như này mình có thể cảm tưởng tượng ra Bác ngày xưa sinh hoạt như nào á. Đúng rồi. Và những cái được lắp những cái màn lưới như thế này, cái cửa. Dạ, đây là phòng làm việc vào mùa đông ạ. Dạ. Ở giữa hai phòng thì phòng ở giữa phòng làm việc vào mùa đông thì phòng ngủ thì Bác bảo bắt cho Bác một cái giá sách. Dạ. Để vừa tiết kiệm diện tích, vừa gọn và đẹp. Ở đây thì có bàn làm việc của Bác, không có bàn tiếp khách. Khi Bác tiếp khách ở căn phòng này, Bác đã mời khách cùng ngồi xuống sàn phòng để trao đổi bàn bạc công việc một cách rất là thân mật. Là ngồi ở phía dưới này. Dạ. Quay quần bên nhau. Dạ, và giá sách của Bác có rất là nhiều loại sách Bác Hồ đã đọc nhưng chưa kịp vận chuyển đến đơn vị khác. Dạ. Hoặc là trả về thư viện thì Bác đã mất.
Rồi vẫn còn một số sách ở trên kệ là do nguyên nhân đó hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Dạ còn trong khuôn viên của nhà sàn này cũng được trồng lại các loài cây giống như nhà sàn của Bác Hồ ngoài Hà Nội à. Đặc biệt là cây vú sữa ở phía sau nhà à. Dạ, to nhờ. Dạ cây vú sữa này thì được trồng đúng với vị trí cây vú sữa miền Nam các chú bộ đội đã mang ra tặng bác. Dạ bác đã tự tay trồng và chăm sóc cây vú sữa ấy rất là kỹ à. Như là tình cảm của bác dành cho đồng bào miền Nam. Dạ em mời các anh chị mình di chuyển ra phía trước nhà sàn ạ. Em ở bên ngoài này mới có cái ao ấy. Dạ mình đi như này. Ở đây là những cái cánh cửa là có lưới như thế này là để rào lại những con muỗi hả chị ha? Dạ lưới này là lưới rào chống muỗi luôn ạ. Dạ phía trước nhà sàn thì cũng được trồng lại các loại cây như là hàng rào dâm bụt, hai cây dừa, khóm hoa lài. Dạ nhưng phía trước nhà sàn của Bác Hồ ngoài Hà Nội là ao cá Bác Hồ hình bầu dục. Còn đối với ở đây, phía trước mô hình nhà sàn này là ao sen Đồng Tháp. Ao sen Đồng Tháp. Dạ, ao sen này đã được xây dựng theo hình bản đồ hành chánh thu nhỏ của tỉnh Đồng Tháp luôn ạ. Dạ như vậy cái đường viền của hồ sen là cái hình bản đồ hành chánh thu nhỏ của tỉnh Đồng Tháp. Cái này là em thấy trên trên bản đồ của khi mà mình tìm đến Đồng Tháp thì lại thấy bản đồ như thế này. Bây giờ em mới biết được là cái hồ sen y chang cái bản đồ mà mình đã đi đến. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi đâu hả chị hả? Dạ, ở đây thì mình chỉ có một cây cầu thang lên xuống. Ờ, mình phải quay ngược trở lại. Sẽ quay ngược trở lại ạ. À. Ở đây này chỉ có một cầu thang nên là xong thì cũng không hay. Ừ, vậy anh phá cái quanh nước cái cổng 3 giùm anh chị. Đang giữa nước dưới đây nè. Dạ trước thềm lễ giỗ năm nay của cụ thì đơn vị em cũng có chuẩn bị một số tiểu cảnh để phục vụ du khách đến tham quan chụp ảnh. Nếu đoàn có thời gian thì mình có thể đi tham quan một vòng để quay lại những cái tiểu cảnh của đơn vị em đã chuẩn bị. Rồi. Dạ hiện nay thì cơ bản nó cũng được 80-90 phần rồi. Trường nghe hay quá. Dạ. Em đi phải trường à. Dạ, sau khi tham quan mô hình nhà sàn của Bác Hồ tại tỉnh Đồng Tháp xong thì em mời các anh chị mình có thể đi tham quan tự do các điểm tham quan còn lại trong đơn vị em. Có nghĩa là nhà trưng bày về cuộc đời sự nghiệp của cụ Sắp, nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tiểu cảnh chuẩn bị cho công tác đón lễ giỗ của cụ sắp đến ạ. Dạ. Rồi, em sẽ đi qua bên cái khu mà đang trưng bày, cái khu mà đang tái diễn lại mà làm cuộc đời của... xưa. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ, em cảm ơn các anh chị, em chờ các anh chị ạ. Dạ. 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 Bây giờ mình sẽ đi qua bên phía bên đây, nghe nói chị là cũng xong rồi 80-90% rồi. Dạ. Mình sẽ đi qua đây nha. Về miền Tây là phải qua cầu khỉ nha, bây giờ mình đi qua cầu khỉ đi. Nhưng mà nên nhắc tới cái cầu khỉ này em lại nhớ tới cái lần mà anh Mỹ cầm cái que xong rồi anh Mỹ rút luôn nó ra luôn anh Mỹ chị ạ. Chị anh cu ấy. À nhưng mà cái cây cầu này người ta phủ dựng lại người ta làm mình dễ đi hơn ấy. Wow. Cái này nó bằng ống nước chứ là cây sắt hay gì nè. Ủa này cây sắt luôn chứ ống nước kiểu gì nổi. Cẩn thận nha. Anh Mỹ cẩn thận nha, không tin nữa lại cầm cái que này đi về. Trên này là bằng cây tre nha. Ôi sợ ơi, cao lắm. Cao phết nhờ. Chuẩn bị cái bực nè. Em mà đi mà không ham may là em lọt xuống là cái tụm đó, là ướt nhẹp luôn đó. Tôm. Tôm. Rồi xong rồi. Tới. Đúng rồi, đặc trưng luôn á. Đây là tái dựng lại nè. Đây có cả quả roi này. Ở đây gọi là quả mận. Người trên Tây Bắc này gọi là quả roi. Quả roi. Dạ. Nhiều quá. Ở đây người ta bọc lại để mà tránh bị sâu ăn hoặc là chim ăn á. Thôi anh nghĩ quả này gần đây người ta bọc lại để đỡ tay đỡ hái chị ạ. Đấy, để đỡ bị ngứa tay. Ừ. Quả cao chị xem, quả cao người ta có ấy đâu, người ta chỉ bọc quả gần thôi mà. Để mình coi thử đi. Wow, trời ơi, cái này là hoa giấy đúng không? Đẹp nhờ. Không phải hoa giấy. Hoa giấy leo hả? Không phải, là dây tơ hồng. Dây tơ hồng. Ồ. Là hoa ăn xưa. Căn hộ du lịch. Đây một căn hộ du lịch. Đẹp ha. Đây là một ngôi nhà thể hiện của làng Hòa An xưa ấy đi. Nhà Bắc Dần. Nhà Bắc Dần là trong một trong những nhà kiểu nhà phổ biến ở làng quê Cao Lãnh Hòa An. Nhà được xây dựng bằng gỗ trên sàn hoặc nền đất, mái ngói. Nhà có một hoặc ba gian nên nhà cắt rộng. Ủa? Nhà có một hoặc ba gian, một bên hai bên, không có trái.
nói mái nhà từ trước đến sau. Nhờ có trái bên hông nên nhà cắt rộng, lối vô nhà từ hai bên hông, có hiên rộng ở phía trước. Giữa hiên thường đặt một cái bàn tròn tiếp khách thường, gian giữa phía trong là bàn thờ ông bà, phía ngoài là bộ trưởng kỹ hoặc là bàn dài tiếp khách quý. Hai cửa buồng hông vô hai gian là nơi ngủ của gia đình. Gian bếp thường là hảo bạc cắt nối, nhà chính ở phía sau. Ở đây người ta sẽ để là vừa có thông tin tiếng Việt mà có thông tin tiếng Anh để có thể là có các bạn du lịch là khách du lịch đó có thể đến đây để biết được. Thích nhất là ngay cạnh nhà là con cây mít này. Ai biết là thằng này cứ đi tia với kia. Nãy giờ em có nghe chị động về nhà bắt nha. Em cứ để ý cái trái mít đi. Hình như em thấy hầu hết những các ngôi nhà miền Tây đều có cây mít chị nhỉ? Nhưng mà mình không ăn được đâu. Mình nhìn được chứ mà mình không ăn được. Vậy mới là gọi là tức. Ôi nhưng mà nhưng trái này là mình có được ăn không chị? Để em ngửi nó thơm chưa? Ở mít này chắc ngon lắm nào. Chưa chín đâu chị ạ. Trái gì quá chùm chùm luôn á. Thôi gán nhìn đi nào, về vườn nhà chị hái cho ăn. Dạ. Nhiều cây trái quá. Ở đây có mấy cái đèn đó là tái dựng rồi. Hay ha. Nhiều cây ăn quả thật đấy. Đây là cây tiêu phải không chị? Cây trầu. À, cây trầu. Cây cao cây trầu trong sử tích đó em. À. Trong chuyện cổ tích mà trầu cao á. Dạ. Cái trầu là hay leo lên cái cây cao. Đúng rồi, một cái câu chuyện cổ tích là người vợ người chồng đó. Dạ, em có cái, em có được học rồi. Hai anh em. Hai anh em sinh đôi đúng không? À. Hai anh em sinh đôi xong rồi cái gì đó vợ là cây trầu, chồng là cây ca, còn em là tảng đá voi. Tảng đá voi. Sự tích. Wow. Nhưng mà cái không gian ở trong này mát mẻ ha. Mình đi mà toàn cây cối nó mát đúng không? Mát mẻ khi mà đi vô đây gió nó cứ lộng làm mình cảm thấy mình thoải mái. Trong này em thấy một cái như mình trang nghiêm ấy. Cái hàng rào hoàn toàn là hoa dâm bụt nhiều lắm. Ở đây người ta sẽ tỉa hèo những cái luống như vậy. Mọi người vừa tỉa xong để mà đặc trưng mình đây là trước sân có một cái hồ nước, cái ao nước. Mát mẻ lắm. Dạ. Gió thổi mà ao hồ ra thì mát lắm. Đây là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Đây là tượng của cụ. Ở đây mình đi đến đâu cũng đều thấy những cây hoa sen nha. Đúng rồi, Đồng Tháp là hoa sen đặc trưng là hoa sen mà. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 và mất năm 1929. Đây là tượng của cụ. Ở phía trước là cũng để một cái chậu hoa sen luôn, đặc trưng của Đồng Tháp. Ở kế bên Đồng Tháp mà nơi này cũng là lần đầu tiên chị đến luôn á. Thường là chị sẽ đi giao đồ cùng với các anh chị của chị thì vòng vòng ở phía ngoài chợ thôi. Không có đi vô vào khu di tích nên là đây là cũng một lần trải nghiệm của Sông Hỷ luôn á. Đây cũng là lần đầu tiên mà em và Ai Mí được đi vào đây viếng cụ chị. Trước là em đi có đi qua nhưng mà lại không trước là mình chưa đi có thời gian để ghé qua. Vườn hoa Sa Đéc đợt Tết ấy. Rất là đẹp. Lại không ghé qua đây. Vườn hoa Sa Đéc mình phải lựa ngày Tết đó, gần Tết thì sẽ hoa sẽ nhiều hơn. Ở trong này Sông Hỷ thấy cũng có một cái căn di tích, căn hộ du lịch đó nè. Nhưng mà cái cây hoa vàng vàng này cây gì đó chị? Giống cây hoàng hậu ha. Hoa ven đường. Cây hoàng yến. Hoàng yến à? Cây đương bền. Wow, cây này nở luôn, rực rỡ luôn nhờ. Cây này nở quanh năm mà. Rực rỡ đẹp quá. Căn hộ du lịch làng hoa. Ôi nhưng mà cái nét nhà ở đây á, cái mái nó rất là thấp ha. Mái thấp đến mức mà anh ấy đi là phải cúi đầu như vậy luôn. Nhưng mà đó là nhà sàn, nhà nọc ngựa. Tại sao gọi là nhà nọc ngựa để Sông Hỷ đọc thử coi. Nhà có hàng cột, cái giữa nhà chịu lực. Nhà này nhìn bên trong ngoài hấp, mái bè rộng ra. Nhưng bước vào trong sẽ thấy hệ thống kèo cột và trần nhà rất cao, làm cho nhà thoáng. Vì cái kiểu mái có tác dụng là che mưa và che nắng, chối trang vùng nhiệt đới. Đồng thời hạn chế được tầm nhìn từ bên ngoài. Nhà nọc ngựa thường không có trái hai bên mà có hảo bạc phía sau nối liền nhà chính làm bếp, nơi ăn cơm, nghỉ ngơi.
Nhà đẹp ha, đây toàn là gỗ. Nhà nọc ngựa. Đẹp luôn á. Ở đây thì khóa cửa. Chị cẩn thận chúng đầu. Vào trong được. Đầu nha chị. Ở đây là hoàn toàn là những cái mái ngói mà sắp xếp như thế này. Cái nếp nhà này lần đầu em thấy đấy. Như bây kiểu giờ là cá nha. Bây giờ ít có mà những ngôi nhà nào mà sinh sống mà còn những cái nét như vậy đó. Dạ. Khó lắm, nên là người ở đây sẽ được phục dựng lại để cho có thể là mình có thể đến đây để mà mình tham quan, biết được lịch sử của mình. Dạ. Các bạn đi giờ đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Em cũng hơi chưa. Đói rồi đó. Hơi đói đúng không? Chị cũng hơi đói. Bây giờ là chưa, Sông Hỷ sẽ mời ông bà cô chú trên kênh của Sông Hỷ và hai em biết trên bảng là đi ăn cùng với Sông Hỷ nha. Và đây là cũng rất là vui vì được ông bà cô chú luôn đồng hành cùng với Sông Hỷ và mấy chị em trong cái chuyến hành trình miền Tây này. Hy vọng là ông bà sẽ qua kênh của em biết trên bảng nè, cả Sông Hỷ nè, để có thể là chia sẻ nhiều hơn về địa danh của miền Tây nha cả nhà. Bây giờ mấy chị em thì di chuyển qua đường Trần Thị Dượng, Cao Lãnh thì trưa nay thì mình ăn cơm nha ha. Dạ. Quán cơm này thì em cũng đang đói rồi đấy. Quán cơm này thì bữa tầm 8-9 giờ tối á, khi mà chị đi qua Cao Lãnh á, không có biết ăn gì á, thì còn quán này thì thấy cũng ok nên là mời hai em đi ăn ha. Dạ. Rồi đi. Quán này là về chủ yếu về cơm sườn hay là có món gì chị? Chị nghĩ là cơm phần quá, cơm phần đầy đủ với cơm sườn. Đó đặc trưng là nó gì? Giống như món tự chọn á. Chị thấy giờ này giờ trưa nên là mọi người cũng hơi đông á. Dạ. Nên là mấy chị em mình sẽ tự lựa. Vâng. Tự lấy luôn nè chị. Không phải tự lấy mà mình phải chọn, mình chỉ như vậy nè. À. Rồi như thế nào như thế nào. Ô, mình có thể qua đây để mình xem những cái thơm quá ha. Nướng. Dạ em chào chú nha. Ủa? Thật sự nướng hết rồi. Đây, em chào chị nha. Cô đang cắt thịt đây nè chị nè. Wow. Đây là buffet tự chọn nè, ai muốn chọn gì chọn nha. Cái này gà hay gì không? À, đây là đùi gà với cánh gà nè. Mình vừa có heo mà vừa có gà luôn đúng không chị? Ai muốn ăn đùi gà thì gọi đùi gà nha. Hồi ai mí và bơ muốn ăn đùi gà thì chọn đùi gà. Chị bơ thích em nhất là cánh gà chị ạ. Gà. Chị làm một hồi cho em đánh gà nha. Dạ. Ở đây là các chị là sẽ cắt cái phần mà cháy đi. Đó, mọi người rất là tỉ mỉ luôn. Cái phần khác mà mình ăn thì dễ bị bệnh đó, nên là ở đây sẽ quán sẽ rất là tỉ mỉ là phải cắt ra những cái phần khác. Đúng rồi. Giờ này là giờ cao điểm hết nên là khách cũng đông. Đây ở trên này là có cơm buffet này, mình vào chọn đi. Buffet là nha, tự em đói lắm rồi ấy. Không biết mời hai em ăn món gì mà bây giờ chị là có thịt kho nè. Còn này là hình như đây là lòng khìa hay bao tử khìa, lỗ tai heo khìa nè. Thịt xào bấm ruốc. Cái này là thịt heo là khìa. Canh chua. Còn này là canh củ qua, mướp đắng. Đó chị đang châm nước thêm cho nó đầy. Còn này là đậu phụ. Wow, trời ơi, hành kìa. Hành ngò gì hấp dẫn ha. Này là tàu hủ. Nhưng mà đây em có thấy có cả món cà chua này chị. Cà chua dùng thịt đúng không? Cà chua. Đúng món này lạ ha. Này cũng ngon nè. Nhưng mà em cũng thích cái này nữa nè. Này là mắm chân nha. Mắm chân hả chị? Mắm chân. Nhìn như trứng ấy, em tưởng là trứng hấp cơ. Ở đây là chắc cũng cỡ hơn một chục món à. Em thấy quá nhiều luôn. Chị ở đây là cơm là chị cứ thêm vào luôn. Một ngày là bao nhiêu cái nồi cơm này chị ha? Bao nhiêu ký gạo chị? Bao nhiêu ký gạo? Trăm ký gạo thôi. 100 ký gạo một ngày là từ bán từ sáng tới chiều tối luôn á. Hôm bữa em ghé buổi tối ha. Nên là em nói mới biết quán này. Do hôm nay cướp điện quá không có nhiều. Bữa nay cướp điện đó chứ không có nhiều gì lắm. Hôm nay là mình chuẩn bị bao nhiêu món chị hả? Anh kêu chưa? Đây chị ơi, ra đây nè. Ok. Hai hộp. Nhưng mà mình đứng ở đây mình có được vào trong gọi món không ta? Vẫn được em. Rồi cơm sườn nè. Đó. Cả nhà lên luôn.
Em muốn ăn món gì? Em sẽ ăn cơm sườn. Đó, có phải sườn. Miếng sườn thôi. Miếng sườn hay là, ủa đổi ý à hả? Có cánh gà nữa phải không? Em thích cả cánh gà cả sườn được không? Thì... đúng không? Gì dạ. Em muốn ăn gì cứ gọi em nha. Sẽ làm một cánh gà, một sườn và một món gì? Nhà một cái cả quả cà chua mà nhân thịt đấy chị. Em thấy món đấy nó lạ lắm. Cà chua nhiều thịt luôn. Vâng. Thôi cá chi thì chắc không ăn sườn xương. Em thích ăn cá chua. Với lại em sẽ ăn cá chua. Wow. Ôi. Ăn nhiều cá chua. Món này là cướp điện mà còn nhiều món nữa, nếu mà không cướp điện còn dữ nữa. Ở đây là em thấy là nhiều người phụ lắm cũng không kịp hết nhiều quá nhiều chị nhờ. Đây là dồn thịt nè, chiên nè. Còn dưới vậy đó. Cái này còn mình có sốt không chị hay là khỏi sốt? Bên đây sốt nè, bên đây chiên. À, là hai loại. Còn có cả gà nhồi thịt luôn. Chị xếp hình bông hoa mới chịu nha. Bao nhiêu tiền? Ngon mà còn phải đẹp mắt nữa. Chuẩn bị một hơi cá chiên lên nữa. Cá chiên lên nữa. Wow. Cứ liên tục luôn. Cả nhà thấy là ở phía trong là không còn chỗ nào để mà mình ngồi luôn á. Đây giờ này là giờ cao điểm, giờ công sở người ta đi ra làm á. Rồi mua cơm về ăn nữa. Nên là đôi khi là mình đến đây thì hơi đông. Nhưng mà các chị ở đây rất là nhiệt tình nha cả nhà. À, thấy Song Thủy là có mở lời là xin quay nên là các chị cũng hỗ trợ là đem những đồ ăn ở trong bếp á đem ra trưng bày cho nó thật là nhiều và bắt mắt. À, đẹp lắm. Rồi có cũng qua liền. Cô ơi, khi hết rồi chứ giờ sẽ chăm liên tục liên tục. Hôm qua mình bán một phần như thế nào vậy chị? 10.000 chén. 10.000 một chén. 10.000 thôi. 10.000. Là nửa khúc ha, nửa khúc còn. Vừa có thịt nè, cái đó là thịt với củ qua ngon lắm cả nhà ơi. Thịt nướng hả? Ừ, nó hấp dẫn hả? Canh chua hả? Canh chua. Biết thịt đó kìa, thịt sắc đó, thịt sắc xuống ngon. Mình gọi luôn đi chị. Mình gọi luôn ha. Dạ. Em sợ hết đồ ăn đó. Dạ, em sợ là tại vì giờ rất là đông khách ấy. Em sợ là tí nữa là mình mà chầm chừ tí nữa là hết đồ. Chị cũng nghĩ như vậy. Chị ơi, chị cho em gọi đồ luôn à. Bây giờ em gọi trước đi, em ăn cái gì đó cho chị nhớ. Em sẽ ăn một sườn, một canh gà. Và ăn hôm qua em ăn canh chua rồi, hôm nay em sẽ ăn canh khổ qua. Ok. Chị xong hãy kêu nhiều món cho mấy. Món nào một phần hết đi. Chờ mấy giờ em ăn chung ha. Chị ơi. Chị ơi, cho em gọi món nha. Đây. Cho em, nếu mà tính như vậy em sẽ không có ăn dĩa mà em sẽ đầu ăn để riêng ha. Để ăn riêng. Cho em một phần gà nướng nè, một phần sườn nướng nè, một canh khổ qua nè, một dĩa rau xào. Cái gì bao tử thì á? Phá lấu. Rồi còn gì nữa ta? Nhiều món quá em không biết lựa chọn món nào luôn á. Lạ quá ha. À nhớ rồi. Chị sao vậy ơi? Cua dồn thịt. Em thấy món này lạ lắm này. Cái này là giam bông. Giam bông tỏi vậy? Cái này là mình về mình ăn luôn ha chị. Chút mình mua heo xe mình ngồi mình ăn cũng được. Này cả nhà ơi. Giam bông mà giống như giò hủ gì đó. Nhìn giống như kiểu nem chua đúng không chị? Không phải, đây là tai lợn ấy. Sườn em chưa ra, để mấy gà với là ăn gì cho chị được không? Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Thịt đó cũng được, hai cái đó cũng được. Cứ cho em một dĩa cà chua nha, thịt dồn cà chua. Chị ơi, với một dĩa cà tím nha, cà tím nướng. Rồi ok. Cà tím nướng này ngon lắm ấy. Tí xíu nữa là mình sẽ đem đồ ăn vào trong rồi chia sẻ thêm cho cả nhà đông quá, chị lưu quân quá. Rồi ok. Rễ chanh xâm lạnh. Đồ ăn này thì Song Thủy gọi ra một số món thì cũng đầy đủ rồi cả nhà ơi. Món này là sườn với là cánh gà và cánh gà của bé Bơ và bé Ai Mí nha. Canh này là canh khổ qua dùng thịt
Đó, một phần như vậy á thì là một tô á, một chén á thì là 10.000, còn nếu một tô như thế này á thì nó giá sẽ 30.000 là chia cho 3 người. Đó. Còn cái này là cà chua dùng thịt với cà tím. Còn cái này là cà tím nướng. Đậu đũa xào. Cái này là phá lấu. Phá lấu. Còn cơm. À, ăn như vậy là ok ha. Chắc rồi em sẽ cắt ớt à. Em thích là ăn nước mắm mặn có cả ớt đấy. Ok. Em thích ăn ớt trái hơn hả? Vâng, thích ăn ớt trái hơn. Nó cay nồng hơn á, mà nó thơm hơn đúng không? Thì cho em xin thêm một quả nữa. Quả nữa? Em thích ăn cay. Chị là chắc chị ăn ớt ớt xay á. Dạ. Em biết ăn ớt trái hay là ớt xay? Ồ, cái như này xong là ăn chấm ngon lắm ấy. Bữa giờ là ái mí là hơi ốm nha, ăn nhiều với em. Đây chị múc cơm cho em, được chưa? Dạ, em lấy cơm ra chị. Ờ. Ngoài đó thì mình có gọi ra 3 chai nước sâm. Đó, bây giờ ba chị em là người nào cũng có một chai như vậy trơn. Còn chai này là của anh Caramel nha. Hồi coi chị lấy lộn chai nước tương là không được. Đây. Bây giờ là cho xin một cái tấm hình nha, bơ cứ nhìn lên để cười nè. Ok. Em uống sâm mới thấy mấy. Nước sâm mát thôi anh. Anh giống nước đậu không? Chị hồi sáng là có ai hỏi nước đậu, chị ơi có nước đậu không? À, chị cũng được rồi. Chị nói, ủa nước đậu là gì em? Rồi chị ơi, rồi em mới dịch ra là nước không? Ở trên dưới này là không có nước đậu mà phổ biến nhất là trà đá. Trà đá hoặc là trà tắc. Đúng rồi. Mời cả nhà cùng ăn nha, mời hai em ăn nha. Ăn em mời nha. Chị mời cả nhà nha, mời nhà ăn cơm. Đây, cái này dạ, ngon nè. Em cảm ơn chị. Trời. Đây em ăn thử luôn nha. Ok. Cái này đây, em thịt chấm lên nước mắm mặn rồi. Mời cả nhà. Do ở đây giờ này là giờ cao điểm cả nhà nên là đôi khi sẽ ồn á. Hy vọng là ông bà cô chú sẽ thông cảm nha. Ở đây Sông Thủy thích nhất là cái cách phục vụ. Nơi này mềm. Mềm à? Dạ. Cái lớp da hơi béo béo. Ngon ngon nha. Còn cái phần này là Sông Thủy sẽ dành cho anh Caramel nha. Đây cái lớp da ống ánh nóng ánh. Màu rất là đẹp nha cả nhà. Màu này là màu nguyên thủy chứ cũng không phải là màu ớt mà gạch tôm hoặc là màu cam cam á. Thường mình ăn là những cái chỗ là người ta sẽ ớt màu lên, nó sẽ cảm giác là không ngon bằng. Sông Thủy yêu thích những cái màu như thế này. Mời cả nhà nha. Ở đây sử dụng bằng đũa inox nên cũng hơi khó gấp. Mời cả nhà. Hơi trơn. Ok. Làm ớt rồi. Cái món này à? Chấm với nước tương nè em. Ôi, cái đũa này hơi trơn nha. Đũa sắt nó hơi trơn. Để em rút chị ra. Ờ, đưa này cho con. Dạ, chị cảm ơn. Cái này em phải chấm với ớt này. Ăn với cơm ấy. Và Sông Thủy cảm nhận á, cái miếng đậu gà này nè, người ta sẽ ớt theo cái độ mà ngọt. Ngọt nhẹ, sẽ ngọt thiên về ngọt nhiều hơn. Và cái miếng da nó sẽ mềm. À, thịt gà thì nó thấm gia vị nên là nó thấm mà ngon lắm, vừa ăn lắm. Nó hầm như thế nào? Cái cà tím này nó ngọt lắm chị ạ. Mọi người sẽ ăn ngọt nhiều hơn nhỉ? Nhưng mà cái cà tím là người ta nướng, người ta chỉ nướng nguyên chất thôi em. Nguyên thủy hả? Ừ. Nên là nó ăn cái độ nó ngọt, thanh thanh hơn đó. Con với cơm thì nó dễ ăn hơn. Nhưng mà gà này người ta nướng ngon à. Ăn tốn cơm á. Ừ. Mang thử đậu đũa đi.
cảm ơn chị. Đậu đủ xào á giúp cho mình ăn là chống ngấy. Thấy độ giòn giòn á. Ăn cùng á. Nhà em là cũng trồng đậu nè. Đậu đũa. Đậu. Cho nên em là đậu đũa hay đậu que? Đậu em biết tiếng Mông. Đỗ dài. Ừ. Ngon món này ấy chị. Ừ. Đây là đặc biệt là ấn tượng món này nè. Gà chua nhồi thịt. Ừ. Để ăn thử nha. Ăn thật luôn mời cả nhà. Đúng rồi. Chua. Wow. Không chua, nó chua nhẹ nhẹ vậy. Thế thì sẽ ăn cái không chua quá, còn chua nhẹ. Để con nước sốt, sốt sẵn sàng ra. Đây thì cắt thêm nè. Đây. Rồi. Không sợ bất tiện. Không sợ bất tiện, cái đũa này là không phải là không thích là nó quá trơn. Nên là mình phải ghim như vậy. Mình vô ngay đi. Vô. 1, 2, 3. Vô. Nhưng mà ăn cái bên này giống như chả mộc ấy, nó hơi có, nó có mộc nhĩ. Ừ. Mẹ ăn hơi giòn giòn sực sực đấy. Trong này có tiêu nữa, thơm nhỉ? Ừ. Tiêu. Trong này là có đậu hũ bằm ra nữa, thịt nạc nữa. Ừ. Rồi mộc nhĩ, rất là thơm. Cà chua hơi chua chua nhẹ. Ờ, đây là canh khổ qua nha cả nhà. Một phần như vậy là dành cho 3 người ăn. Là một người á, là một khúc khổ qua như thế này là giá 10.000. Chị cho em cái khoanh là nó còn nguyên cả củ cái nha. Khoanh này hả? À. Tại vì ở đây người ta cắt ra nó là để á. Vâng, thế thì sao? Chị cứ gắp cho em đi. Cái này gọi trong em là gọi là mướp đắng đúng không? Vâng, mướp đắng nhồi thịt. Ừ. Để chị coi có canh nào vừa ăn không, nó mượn quá nhìn nó ghét. Này ha. Dạ. Rồi mình chịu khó mình sắp lại dạ. Cho nó tròn ha. Em cảm ơn chị. Ai biết là ăn củ qua không? Được không? Hay là ăn khoanh dạ, luôn? Em ăn đắng được chị cứ múc thôi. Ở đây hoàn toàn là thịt tươi nha cả nhà. Nên là mình sẽ thấy được cái màu hơi hồng hồng của thịt đó. Em cảm ơn chị. Chị là sẽ thích nhất là ăn phải chan canh. Ăn mới được. To quá à. Quả mướp to ấy. Ồ, nhưng mà như vậy nó to lắm luôn á. Nó to như vậy mà có 10.000 là quá rẻ. Mà là toàn thịt nhồi ấy. Nhiều á. Mình có nhiều chỗ người ta sẽ bán là chả cá không à. Mà này có thịt hơn là mình ăn cũng nó đỡ ngán á. Mời cả nhà nha. Thịt băm này ngon. Mình ăn ở trong béo béo này ngậy. Ăn cả cái mướp đắng hơi ngọt, hơi đắng nhẹ. Em thấy nhà hàng quán cơm á, nó có loại món thịt nhồi ngon nè. Mướp nhồi này, cà chua nhồi này, cà tím nhồi nè. Món cà chua nhồi thịt thế nè. Món cà chua nhồi thịt này chắc em phải thử làm. Em khoái ăn này hả? Ăn bấy hàng chi đẹp da ấy ta. Em thích ăn cà chua. Cà chua có nhiều các vitamin C á. Thích ăn luôn. Ở đó sao mà da đẹp? Có bí quyết hết đó cả nhà. Ăn khổ qua nhiều mát da. Mát gan. Nên là da nó cũng đẹp nữa. Anh mới cho chị xin ít canh nè. Cho thêm ít mướp đắng nha. Rồi, chị cảm ơn. Đặc trưng của cá nhân là của khổ qua là thịt mỡ được băm ra, xong rồi sau đó thì ớp cái củ hành tím á. Ừ. Nên là mình cắn vào nó rất là thơm, gia vị là dừa. Nên là ăn cũng rất là ngon. Đây người ta băm mà cam băm cả nạt cả mỡ chứ nhỉ. Ừ. Ăn thêm béo béo ngon hơn. Nó không được cứng. Tiêu nhiều thơm lắm. Này thích món này. Ừ. Tây với mía ngon rồi. Bây giờ để chị em muốn ăn gì? Đây là có hỗn hợp,
nó giống như là tổng hợp giống như là món thành phố ở trên Tây Bắc em. Đúng rồi, em ra phần này. Em ra phần này. Bây giờ em thích ăn phần nào, lấy phần đó nó dễ hơn. Chị sẽ thích ăn thằng cái lỗ mũi. Lỗ mũi nó giòn hơn. Ăn rồi nó giòn giòn. Giòn giòn này hơi ngọt ngọt. Kiểu nước dừa á. Thơm. Nhưng mà phá đấu này nó ngược nó lại cho mình ha. Nó ngọt nhiều hơn ạ. Trên em cũng có phá lấu nhưng mà nó không có vị ngọt này. Nó em bị hơi mặn mặn nên nó không ngọt. Phá lấu trên chị là sẽ có nước dừa đó. Còn đây là phá lấu dạng như người ta khi á. Cái hậu nó ngọt nhiều. Trên mình không có phá lấu, trên mình chỉ có thành phố. Ở Sơn La ấy, trước mình đi ăn phá lấu ở Sơn La ấy. Nó có cả phần phần này cái gì nhỉ? Sách à? Không. Cái ấy của ông bò ấy. Hả? Có cả nhiều lắm. Nó ở đây nó không thấy nhiều lòng cả. Cái lòng của nó bao nhiêu là mình để vô hết. Hầu như là nó không bỏ gì hết á. Ở này là nó cũng có chọn lòng. Ngon quá. Giờ mình vô đi. Thơm đi. Em muốn hết rồi. Vô cái này. 1, 2, 3 vô. Hôm nay là phải cảm ơn chị Song Hỷ đưa anh Mía Pơ đi ăn xong mà đi thưởng thức nhiều món mà tụi em là chưa từng được ăn đấy. Cảm ơn chị nhiều. Mà cái hành trình này là cũng làm chưa có phải là bắt đầu với cả nhà. Cái này là chỉ là cái đường đi mà từ Sài Gòn về tới Châu Đốc thôi. Nên là đôi khi thì mấy chị em sẽ có chia thể là chia sẻ với nhau những cái khoảnh khắc, những cái quán ăn để mà gọi đến tất cả các cô chú. Và sau khi mà anh chị Dũng diễn cảnh Hải Sao TV về Bắc thì bắt đầu cái cuộc hành trình Tây Bắc, thì ở đây Song Hỷ và Biết Tin Tài cũng bắt đầu hành trình miền Tây. Hy vọng ông bà cô chú nếu mà có những địa điểm nào hay hoặc là những cái món ăn nào ngon của những địa điểm thì có thể comment phía bên dưới để cho mấy chị em có thể là đến để chia sẻ đến tất cả cô chú nha. Còn hôm nay thì hai em ăn cảm thấy là có vừa khẩu vị với mình không? Tại vì đôi khi cái gia vị của miền Tây á nó sẽ có thiên về đồ ngọt nhiều hơn so với miền Bắc. Đúng rồi. Lúc đầu mà bọn em vừa mới tới miền Tây ấy, có cái vị độ ngọt làm bọn em không thể kiểu hơi khó ăn một chút xíu chị. Nhưng mà từ khi chuyến xuyên Việt thì kết thúc thì tụi em giờ hình như là hầu hết là các món ăn ở miền Tây là tụi em món nào là cũng ăn được rồi. Đúng rồi. Hôm nay thì có mấy món mới là em mới được ăn. Cũng cảm ơn chị Song Hỷ mà em thấy trên kênh em là các cô chú là khán giả gọi chị là thầy rồi ấy. Thầy Song Hỷ. Bây giờ chị Song Hỷ cũng là thầy của mình ấy. Dẫn mình đi ăn các món ở miền Tây mà mình ăn dần dần là gần gần hơn rồi. Mình có vẻ cần giới thiệu của chị Song Hỷ để ai YouTuber biết thêm nhiều món ở miền Tây nữa. Đối với Song Hỷ thì Song Hỷ cũng là một YouTuber vừa mới được nước bạn thôi, là cũng vòng trong vòng một năm mà Song Hỷ đạt được như thế này thì cũng cảm ơn, rất là cảm ơn anh chị. Và bây giờ trên những cái hành trình đi của Song Hỷ bắt đầu là bây giờ giống như cho Song Hỷ học hỏi thêm, giống như là hai em bây giờ nè cũng là đi mới mẻ đó. Dạ. Mấy chị cũng mới mẻ nên là mấy chị em mình kết hợp với nhau. Dạ. Không phải là thầy mà là những người bạn cùng với nhau ha. Còn bây giờ thì chắc là mấy chị em sẽ tranh thủ ăn và sau đó sẽ di chuyển tiếp cái hành trình của mình. Hy vọng ông bà cô chú sẽ luôn đồng hành cùng với Song Hỷ Biết Tin Bản để mà ra những video hay hơn và mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.